Quỳnh Như xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Bóng Đá Hot. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Và đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua các nội dung chính sẽ phát trong video ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, sau thảm họa Kanjuruhan khiến 135 người thiệt mạng, rồi đến sự cố khiến FIFA buộc phải hủy World Cup U20 tại Indonesia, nay lại đến cuộc loạn đả trong trận chung kết SEA Games 32, làm FIFA ngày càng ngao ngán. Nhiệm kỳ ngồi ghế chủ tịch FIFA của mình, chủ tịch Gianni Infantino rất chú trọng và có nhiều chiếu cố với bóng đá vùng trũng thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố liên tiếp xảy ra khiến vị đứng đầu bóng đá thế giới này cũng phải nản lòng. Sự chiếu cố của FIFA thời chủ tịch Infantino thể hiện rất rõ qua việc giúp đỡ tài chính nhiều hơn cho bóng đá Đông Nam Á để khu vực có nền bóng đá chậm tiến này phát triển. Trong những chuyến vi hành, ông cũng chịu khó đến tham quan theo dõi và động viên bóng đá Đông Nam Á nhiều hơn. Chẳng hạn như là việc xuất hiện ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Rajamangala của Thái Lan. Khi Indonesia gặp các sự cố bóng đá như thảm họa Kanjuruhan và chịu nhiều mối lo ngại nơi điểm được chọn đăng cai World Cup U20, thì đích thân ông Infantino bay đến Indonesia để tìm hướng giải quyết và trấn an các quốc gia tham dự. Thậm chí chính ông Infantino cũng là người gợi ý, đồng thời hỗ trợ và tư vấn cho các quốc gia có tiềm lực ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chạy đua giành quyền đồng đăng cai World Cup 2034. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, bóng đá Đông Nam Á liên tục xảy ra hàng loạt những sự cố nghiêm trọng. Từ thảm họa Kanjuruhan khiến 135 người chết vào đêm 1 tháng 10 năm 2022 tại Indonesia. Rồi tiếp theo là những vụ biểu tình tuần hành phản đối Israel tham gia World Cup U20 tại Indonesia, khiến giờ chót phải hoãn lễ bốc thăm và sau đó là truất quyền đăng cai. Mới đây nhất là vụ loạn đả vào đêm 16 tháng 5 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Hình ảnh các trợ lý, quan chức, cầu thủ hai đội Thái Lan và Indonesia lao vào choảng nhau như một trận hỗn chiến trên sân Olympic ở Phnom Penh, khiến chủ tịch FIFA Infantino càng nản lòng với vùng trũng mà mình từng chăm chút, giúp đỡ. Trả lời báo chí, chủ tịch Infantino nói, bóng đá Đông Nam Á có một tiềm năng phát triển chiều sâu lẫn chiều rộng, nhưng tại đấy đã bị kìm hãm bởi bạo lực và sự đánh đồng giữa bóng đá và những vấn đề xã hội khác. Sự cố đêm 16 tháng 5 trên sân Olympic ở Phnom Penh là điều rất đáng tiếc. Lẽ ra nếu xảy ra va chạm, thì đó chỉ là những va chạm của những cầu thủ. Còn các trợ lý, quan chức lãnh đạo đội bóng, thay vì phải có nhiệm vụ can ngăn, thì đằng này những người quản trị của đội bóng lại châm ngòi. Những hình ảnh từ trận chung kết SEA Games gửi đi một thông điệp rất tiêu cực trong bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý từ AFC, AFF, các liên đoàn bóng đá quốc gia nhìn lại và tìm những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn nó một cách hiệu quả trong tương lai. Đây đúng là cú sốc lớn đối với người đứng đầu bóng đá thế giới, và những gì ông lên tiếng đã nói thay tất cả. Đánh bại Thái Lan 5-2, U22 Indonesia đoạt huy chương vàng SEA Games 32, qua đó giải tỏa cơn khát huy chương vàng ở đấu trường này kéo dài 32 năm. Đáng lẽ trong thời khắc làm nên lịch sử, tuyển nam Indonesia phải được tung hô và trở thành niềm tự hào của thể thao nước nhà. Nhưng không, thay vì nhận được sự chúc mừng từ các cổ động viên Đông Nam Á, thì trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan đang bị hàng trăm nghìn cộng đồng mạng khắp khu vực chê bai rằng đây là chiến thắng đầy nhục nhã của một quốc gia, là một trận đấu khủng khiếp nhất trong lịch sử SEA Games. Sau trận hỗn chiến với Indonesia, các cầu thủ trẻ đến từ hai đội đều phải nhận chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ và báo chí truyền thông. Khắp các diễn đàn đều đưa tin về trận đấu với màn ẩu đả giữa Indonesia và đối thủ Thái Lan. Cộng đồng mạng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ trước sự việc kể trên. Họ khẳng định đây sẽ là trận bóng kinh khủng và đáng quên nhất trong lịch sử của cả hai quốc gia. Cả vận động viên, cổ động viên và cả huấn luyện viên đều không xứng đáng nhận được sự chúc mừng hay là an ủi từ phía người hâm mộ. Người Indonesia cũng tràn vào các fanpage thể thao của Thái Lan để lên án. Một tài khoản chia sẻ, là một người Thái, tôi cảm thấy xấu hổ và xấu hổ hơn là hành động của đội thể thao chúng ta hơn là thất bại. Không thích thể thao, đó là điều mà người Thái không thể chấp nhận. Chúng tôi đã sẵn sàng nhận lời chỉ trích từ tất cả mọi người và chúng tôi xin lỗi đội tuyển Indonesia. Với sự kiện này, chúng tôi chúc mừng chiến thắng của Indonesia. Các bạn xứng đáng cho chiến thắng này. Một tài khoản khác cũng châm biếm. Không đánh bại được Indonesia thì dùng Muay Thái để đá. Tài khoản đến từ Indonesia cũng chia sẻ. Tôi nghĩ đất nước bạn là hình mẫu trong bóng đá ở khu vực Đông Nam Á.
hóa ra ngược lại sự trưởng thành của sự khiêu khích chính thức của bạn bằng cách ăn mừng trước đội tuyển của chúng tôi và không thể hiện tinh thần thể thao của các bạn một chút nào. Thật đáng xấu hổ. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra ở đội của chúng tôi. Thể thao sống trong hòa bình. Làm ơn AFC nên điều tra về vấn đề này. Nhân viên huấn luyện của Thái Lan còn quá trẻ, khác với những người khiêm tốn thông thường. Một tài khoản cảnh báo, nếu trận đấu này xảy ra ở Indonesia, tôi sẽ nói với bạn từ Thái Lan, sẽ trở lại với xe cứu thương. Đội Thái Lan nên học cách chấp nhận cách thua cuộc của họ, nên biết rằng họ sẽ không mãi đỉnh. Đây là lý do tại sao Thái Lan và Indonesia đứng sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA thế giới và không bao giờ đuổi kịp. Các cư dân mạng Việt Nam cũng góp vui với những bình luận trên fanpage chính của Thái Lan. Nhiều người bỗng dưng thấy vui mừng vì Việt Nam nhận về tấm huy chương đồng, nên giờ đây trước màn ẩu đả đi vào lịch sử này, chúng ta chỉ cần ngồi xem với cương vị người quan sát. Sẽ chẳng có ngọn lửa nào lan tới chân tường nhà chúng ta được. Một tài khoản còn hài hước bình luận. Trong khi đó, đội huy chương đồng không bị ăn đấm và bảo toàn được bộ nhá, còn được thưởng 800 củ. Nhận huy chương đồng nhưng bảo toàn long thể vẫn hơn anh em ạ. Xem ba môn phối hợp bóng đá, muay thái, võ pencastilat hay boxing mà sợ quá. Sau màn ẩu đả, các cổ động viên và vận động viên U22 Thái Lan đều khẳng định rằng ước gì lúc đấy thua Myanmar để tranh huy chương đồng với Việt Nam. Dù thua đi chăng nữa thì cũng là màn thua đẹp vì cách chơi fair play của Việt Nam còn hơn là chịu nhục nhã trước Indonesia như hiện tại. Mới đây, lãnh đạo bóng đá Indonesia lên kế hoạch nhờ FIFA vào cuộc xử vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 môn bóng đá nam giữa cầu thủ, ban huấn luyện của U22 Thái Lan và Indonesia. Ông Raja Sapta Oktohari chia sẻ trên CNN Indonesia. Tôi đã báo cáo với Erick Thohir, chủ tịch PSSI, và ông ấy cũng khẳng định sẽ không im lặng vì đây là vụ việc nghiêm trọng và đáng xấu hổ. Chúng tôi cũng cần phải xem xét lại để xem chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu đó. Chúng tôi lúc này vẫn chưa gửi báo cáo lên FIFA mà chỉ mới họp nội bộ trước, nhưng điều này sẽ nhanh chóng được thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia cho rằng phía đội bóng xứ vạn đảo sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có sai phạm trong trận chung kết vừa qua. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi sẵn sàng lãnh hậu quả. Nhưng nếu Thái Lan sai, thì họ phải chịu trách nhiệm. Trước đó, trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, trọng tài đã phải rút ra 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng cho cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện của U22 Thái Lan và U22 Indonesia khi hai bên nhiều lần lao vào ẩu đả với nhau. Ở phút thứ 2 của hiệp phụ trong trận chung kết SEA Games 32, từ sai lầm của hàng thủ Thái Lan, Ifan cướp được bóng trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 3-2 cho Indonesia. Ở tình huống ăn mừng, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào ẩu đả, tạo nên hình ảnh xấu xí bên ngoài đường pitch. Trước đó, căng thẳng bắt nguồn từ bàn gỡ hòa hai đều của U22 Thái Lan, đúng ở giây cuối cùng của hiệp 2. U22 Indonesia khi đó tưởng trọng tài thổi còi hết trận nên đã ăn mừng. Tận dụng U22 Thái Lan thực hiện quả đá phạt và ghi bàn. Các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng chạy đến khu vực kỹ thuật của đối thủ để ăn mừng khiêu khích đối thủ và hai bên lao vào nhau tạo nên cuộc hỗn chiến khiến cho đội ngũ trọng tài phải vất vả. Ngoài ra, ông Piapong Pueon, cựu danh thủ của bóng đá xứ chùa vàng chia sẻ với trang Thai Rat. Về vụ bạo lực trong trận chung kết, các cầu thủ Thái Lan cần coi đó là bài học. Đặc biệt họ phải biết kiểm soát cảm xúc, một yếu tố rất quan trọng ở một trận đấu thuộc đội tuyển quốc gia như thế này. Các cầu thủ trẻ có thể còn non nớt, nhưng họ cần phải rút kinh nghiệm để không để điều này tái diễn. Việc các cầu thủ xung đột không mới, chúng ta đã được chứng kiến từ trước đến nay. Nhưng điều đáng nói và không thể tha thứ lần này là một số thành viên ban huấn luyện đã gây gổ với phía Indonesia. Là một huấn luyện viên, họ cần ngăn cản cầu thủ của mình, chứ không phải là lao vào xô xát. Ông Piapong đề nghị Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT phải phạt thật nặng dàn trợ lý của huấn luyện viên Isara Sritaro, thậm chí là cấm làm nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Ông Piapong Pueon là chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử tuyển Thái Lan và sẽ tranh cử chức chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới. Cựu tiền đạo này từng tuyên bố sẽ đưa Thái Lan dự World Cup trong trường hợp đắc cử chủ tịch và muốn mời Kiatisak Senamuang cho ghế giám đốc kỹ thuật và mời huấn luyện viên Akira Nishino trở về nắm quyền ở tuyển Thái Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể sớm cập nhật những video trên kênh Bóng Đá Hot. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.